gây kinh ngạc khi Armenia bất ngờ tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh với Nga. Bộ trưởng Shoigu gặp lực lượng Nga tiết lộ vũ khí quan trọng. Nga tăng cường tấn công trên mọi mặt trận, phát hiện bí mật tại Adika. Binh sĩ Nga phát hiện vũ khí do NATO sản xuất tại nhà máy hóa chất ở thành phố Adipka. Yemen lo ngại khủng hoảng môi trường sau vụ hậu thi tấn công tàu chở hóa chất. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Armenia, quốc gia liên xô cũ, thông báo đã tạm đình chỉ tham gia Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu giữa lúc căng thẳng giữa hai nước nóng lên trong thời gian qua. Được biết, quyết định của Armenia là kết quả từ các thỏa thuận gần đây với Pháp và từ việc nước này bắt đầu chuyển hướng sang hợp tác quân sự với một số nước phương Tây. Nước cờ này đã khiến cho Nga không kịp trở tay. Dịch viên, hiệp ước an ninh tập thể đã không hoàn thành các mục tiêu của mình đối với Armenia, đặc biệt là vào năm 2021 và 2022. Chúng tôi không thể cứ để điều đó xảy ra mà không bận tâm. Ông Pashinyan cho hay, chúng tôi đã đình chỉ tham gia hiệp ước CSTO và chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo điện kremlin cũng đưa ra phản ứng tương tự người phát ngôn dmitry peskov nói phía armenia không có bất cứ hành động chính thức nào về vấn đề này chúng tôi sẽ liên hệ với các đồng nghiệp của mình và làm rõ ý nghĩa của tuyên bố từ phía armenia bộ ngoại giao nga thì nhấn mạnh rằng họ mong đợi từ yerevan những lời giải thích đầy đủ thông qua các kênh song phương để nắm rõ những gì thực sự đằng sau tuyên bố của ông pansinian trong một diễn biến gây kinh ngạc không kém chỉ một ngày sau khi Armenia tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh tập thể với Nga. Tờ Politico của Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu và người đồng cấp Armenia Suren Papikian đã gặp nhau tại thủ đô Armenia để nêu bật mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Lý giải về động thái của Armenia trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ, ông Igor Korotchenko, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Caspian, có trụ sở tại Moscow cho hay, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã bí mật thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc rút khỏi CSTO. Ông Kroschenko cho rằng quyết định của Armenia là kết quả từ các thỏa thuận gần đây với Pháp và từ việc nước này bắt đầu chuyển hướng sang hợp tác quân sự với một số nước phương Tây. Trước đó, Armenia bắt đầu từ chối tham dự một số sự kiện và tập trận quân sự của CSTO vào năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan trước đó cho biết Yerevan không có kế hoạch chính thức cắt đứt quan hệ với CSTO. Được biết, CSTO được thành lập năm 1992. Ngoài Armenia, CSTO hiện còn lại Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. CSTO thực hiện cơ chế nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên, theo đó các nước thành viên lần lượt đảm nhiệm vị trí này mỗi năm. Tương tự tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hiến chương CSTO cũng có điều khoản về phòng vệ tập thể, coi hành động tấn công một thành viên đồng nghĩa tấn công cả khối. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 năm 2023 cho biết rằng, việc rời khỏi CSTO sẽ không có lợi cho Armenia. Tuy nhiên, ông nói thêm, quyết định cuối cùng nên do Armenia đưa ra và nhấn mạnh rằng Nga muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước láng giềng. Nga không xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không gian Vũ trụ 1967. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 24 tháng 2. Phát biểu với báo chí, ông Ryabkov nói đây là một trong những hiệp ước quan trọng vẫn có hiệu lực trong khuôn khổ hệ thống các hiệp định quốc tế, đồng thời những thỏa thuận pháp lý và các loại công cụ khác để điều chỉnh lĩnh vực này đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Ông lấy làm tiếc rằng phía Mỹ đang quy cho Liên bang Nga ý định triển khai vũ khí hạt nhân ngoài không gian và ông khẳng định rằng Nga hoàn toàn không có ý định này. Trước đó, kênh truyền hình ABC dẫn các nguồn tin cho biết, các nhà lập pháp Mỹ đã nhận được thông báo tại một cuộc họp kín rằng Nga đang thực hiện một kế hoạch bí mật nhằm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Theo ông Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, nhà trắng cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và Nhà Trắng đã mượn thông tin này để cô gọi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật phân bổ tiền cho Ukraine. Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng Nga cùng với các nước khác luôn ủng hộ việc ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian và bảo tồn nó vì mục đích hòa bình. Ngoài ra, trong bài báo của Bloomberg, các nguồn tin cho rằng Nga thực sự đang phát triển vũ khí trên không gian nhằm mục đích đánh bật các vệ tinh của phương Tây. Các báo cáo của Lầu Năm Góc lại cho rằng Moscow hiện chưa có kế hoạch thực sự kích hoạt vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo nhưng cho rằng có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân, có thể làm gián đoạn 1 phần 3 số vệ tinh trên quỹ đạo và tàn phá các hệ thống liên lạc toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan điểm của Moscow rõ ràng và minh bạch về triển khai vũ khí hạt nhân ở bất kỳ đâu, kể cả ở trong không gian. Ông Putin nói thêm, chúng tôi luôn kiên quyết phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Nga không chỉ kêu gọi những nước như Mỹ duy trì các hiệp ước chống lại việc vũ khí hóa không gian, mà còn nhiều lần nhấn mạnh vào việc tăng cường các hiệp ước này. Ở diễn biến khác, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst cho biết Nga không có thể tham gia vòng đầu của Hội nghị Hòa bình cấp cao Ukraine mà quốc gia trung lập Thụy Sĩ dự định đăng ca trong những tháng tới. Bình luận trên của Tổng thống Thụy Sĩ được đăng trên một tờ Nhật báo vài giờ sau khi Ngoại trưởng nước này Ignacio Cassis phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng Thụy Sĩ muốn tổ chức hội nghị vào mùa hè năm 2024. Khi được hỏi liệu Thụy Sĩ có nhận được tín hiệu tích cực nào từ Nga hay không Tổng thống Thụy Sĩ cho biết, hiện tại có vẻ như Nga sẽ không tham gia vòng đầu tiên của hội nghị. Trước đó, Nga gọi kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình này là vô nghĩa và sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của Nga. Thụy Sĩ dự định tổ chức hội nghị với nhiều nước tham dự, bao gồm các nước BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi, các nước Ả Rập và các nước Nam bán cầu. Mới đây, ngoại trưởng Thụy Sĩ Cassis cho biết, ông hy vọng Trung Quốc sẽ giúp một tay với Thụy Sĩ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Theo đài RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24 tháng 2 đã tới gặp nhóm quân nhân giành kiểm soát thị trấn Adipka sau nhiều tháng giao tranh gay gắt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, ông Shoigu đã được nghe báo cáo từ các tướng lĩnh, bao gồm cả chỉ huy của lực lượng Nga ở Adipka, về tình hình hiện tại ở chiến trường. Trung tướng Andrei Matvichev, tư lệnh quân khu trung tâm của Nga, báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine hơn 10 km trong chiến dịch ở Adivka và vẫn tiếp tục tấn công vào sâu hơn. Trung tướng Movichev nói thêm, dù Kiev than vãn về tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, nhưng cường độ hỏa lực của pháo binh Ukraine vẫn không giảm. Các sĩ quan Nga cũng báo cáo với ông Shugu việc lực lượng Ukraine ở khu vực Adivka đang đầu hàng hàng loạt. Theo ông Movichev, quân đội Nga đã bắt giữ 200 tù binh Ukraine trong một chiến dịch truy quét trong thành phố và 100 người khác có thể sẽ bị bắt trong những ngày tới, Ông Shoigu chỉ đạo các tù binh Ukraine nên được đối xử một cách nhân đạo như xưa nay vẫn vậy. Bộ trưởng Quốc phòng khen ngợi lực lượng Nga đồng thời trao tặng vũ khí danh dự cho các quân nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch ở Arivka. Ông cũng lưu ý rằng máy bay không người lái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái của nước này đã loại bỏ hơn 700 mục tiêu của đối phương trong và xung quanh thành phố trong hai tuần qua, bao gồm cả xe bọc thép và pháo binh. Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng được đưa tới xem các thiết bị quân sự của phương Tây mà quân đội Nga thu giữ. Một số trang thiết bị của phương Tây cung cấp được cho là không phù hợp để sử dụng ở Adipka, trong đó có xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết Nga đã tiến hành chiến dịch giành quyền kiểm soát Adipka với tổn thất tối thiểu. Thời điểm đó, ông nói rằng quân đội Nga đã thực hiện 460 cuộc tấn công mỗi ngày vào thành phố, tương đương 200 tấn đạn dược. Theo ông Shoigu, đoạn video quay từ máy bay không người lái của Nga cho thấy quá trình rút quân của Ukraine khỏi Adivka diễn ra hỗn loạn. Ông xác nhận khoảng 2.400 quân nhân Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến giành Adivka. Thưa quý vị, Nga mới đây đã không kích sân bay chiến lược Migorod khiến cho Ukraine tổn thất cả máy bay và tên lửa. Sân bay này đã bị quân đội Nga tấn công đến 2 lần trong một đêm. Hậu quả là máy bay Su-24M, MiG-29 bị hư hại và tên lửa MALD và SCAP bị phá hủy. Nga gần đây đã triển khai đợt không kích lớn ở vùng Poltava, mục tiêu chính bị tấn công đến hai lần trong đêm là sân bay Mikorod. Hậu quả của cuộc tấn công là một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở và sau đó là một vụ nổ thứ cấp lớn. Nguồn tin Ukraine xác nhận, máy bay Su-24M và MiG-29 bị hư hại cùng các tên lửa MAN và SCAP. Về phía Ukraine, chính quyền đã xác nhận có các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Odessa nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Bên cạnh đó, một nhóm máy bay không người lái khác của Nga cũng đã thực hiện tấn công vào các vị trí quân đội Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Một trong những cuộc không kích đã phá hủy điểm kiểm soát của lực lượng Ukraine được triển khai ở hướng nam Donetsk. Quân đội Nga cũng đã tấn công một mục tiêu khác ở thị trấn Dobropolye. Đây là điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine. Hậu quả của các cuộc tấn công chính xác ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề về nhân lực. Còn tại Adipka, theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã biến hầu hết mọi căn hầm ở đây thành kho đạn dược nhập khẩu. Bộ lưu ý, việc tiến quân và di chuyển đến trung tâm thị trấn là nhiệm vụ của Lữ đoàn Vệ binh số 55. Các nhóm xung kích tiến về phía trước theo nhiều trục. Lực lượng chính đã tiến dọc theo phố Sobonaza. Tuyên bố cho biết, hầu hết các ngôi nhà đều có các đơn vị hỏa lực của Ukraine, các chỗ hầm trú ẩn gần đó và thiết bị quân sự được che chắn giữa các ngôi nhà hầu như các căn hầm đều biến thành kho đạn chứa bom cối, súng phóng lựu cầm tay, hộp đựng đạn, lựu đạn cho đến súng phóng lựu, hầu hết vũ khí và vật tư do nước ngoài sản xuất. Bởi đây, bình luận trong một cuộc phỏng vấn của RFE RL, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, tuyên bố sau khi Ukraine nhận được máy bay tiêm kích F-16, nước này sẽ được tự do sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg không nêu rõ khi nào chính quyền Kiev thực sự có thể nhận được các tiêm kích như đã hứa. Mỗi thành viên NATO cam kết chuyển giao F-16 đều có những chính sách khác nhau và sẽ tự quy định. Theo ông Stoltenberg, mặc dù những nước ủng hộ Ukraine trong NATO muốn các máy bay tiêm kích hoạt động càng sớm càng tốt, chúng sẽ có tác động mạnh mẽ hơn nếu các phi công được đào tạo bài bản và có đủ đội ngũ bảo trì và sẵn sàng hỗ trợ. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải lắng nghe các chuyên gia quân sự một cách chính xác khi nào chúng ta sẵn sàng hoặc khi nào các đồng minh sẵn sàng chuyển giao F-16 càng sớm càng tốt. Theo đài RT, giới chức Nga cho biết các nhóm tấn công Nga đã phát hiện các vũ khí NATO bị bỏ lại khi họ tiến vào nhà máy than cốc và hóa chất Adipka, cơ sở lớn nhất thuộc loại này ở châu Âu, tại khu vực Donetsk, đông Ukraine. Đoạn video cho thấy cảnh binh sĩ Nga đi bộ trong khu viên nhà máy hóa chất bị hư hại nặng. Họ đã tìm thấy hàng chục súng phóng liệu chống tăng, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động. Nhiều vũ khí trong số này do các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất. Ngoài ra, họ phát hiện các trạm điều khiển máy bay không người lái cùng với thiết bị đầu cuối vệ tinh Stalin. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tất cả những thứ này đã bị binh sĩ Ukraine bỏ lại trong lúc họ chạy khỏi nhà máy trong sự hoảng loạn khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy than cốc và hóa học rộng lớn từ thời Liên Xô ở Adipka. Nhà máy than cốc và hóa học Adipka là cơ sở lớn nhất về lĩnh vực này tại châu Âu. Ở diễn biến khác, Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gần đây tuyên bố, ông và những người trong nhóm gây quỹ của bản thân đã chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Kiev 1.000 máy bay không người lái UAV. Riêng UAV góc nhìn thứ nhất FPV đã là 900 chiếc, số còn lại là những loại UAV khác. Quỹ của tôi dự kiến mỗi tháng sẽ gửi các lô UAV trị giá 1 triệu đô la Mỹ ra tiền tuyến. Trang min.in.ua dẫn lời ông Poroshenko nói. Theo min.in.ua, Cựu Tổng thống Poroshenko trong hai năm qua đã nhiều lần quyên góp vũ khí hoặc mua khí tải quân sự cho quân đội Ukraine. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2022, vị chính trị gia này đã chuyển hàng chục xe thiết giáp mua từ Anh cho các lực lượng vũ trang Kiev. Ngoài ra, hồi tuần trước, Tổng thống Cộng hòa Petr Petraven đã đưa ra sáng kiến do Praha dẫn đầu nhằm tìm nguồn cung ứng đạn dược từ các quốc gia khác để viện trợ khẩn cấp cho quân đội Ukraine. Theo ông, Cộng hòa Séc đã tìm được nguồn cung cấp 500.000 quả đạn 155mm và 300.000 quả đạn 122mm có thể được giao trong vài tuần nếu nguồn tài trợ được đảm bảo. Tuy nhiên, Tổng thống Pavel không tiết lộ thông tin về nguồn tài trợ cũng như không nêu rõ giá trị của lô hàng này. Trong khi đó, truyền thông châu Âu đưa tin các quốc gia ở lục địa già đang tìm cách huy động 1,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ khẩn cấp để cung cấp đạn dược cho Ukraine theo kế hoạch của Cộng hòa Séc. Còn hãng CBC của Canada trích dẫn các nguồn tin xác nhận Ottawa có thể đóng góp tới 30 triệu đô la Canada, khoảng 22,3 triệu đô la Mỹ nguồn cung cấp đạn dược đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU nhiều khả năng không đạt được mục tiêu gửi cho Ukraine một triệu quả đạn pháo vào tháng 3. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine, khẳng định chính sách viện trợ quân sự liên tục này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần tuyên bố tất cả vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ. Cùng với đó, Đan Mạch cũng sẽ hỗ trợ những nỗ lực xây dựng và tăng cường các lực lượng không quân và phòng không, gồm phi đội máy bay chiến đấu F-16, an ninh trên biển, ra phá bom mìn, công nghệ máy bay không người lái, cũng như tiến trình phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Thưa quý vị, Ukraine mới đây đã tuyên bố tấn công một trong những nhà máy thép lớn nhất của Nga bằng máy bay không người lái, tiếp nối loạt tấn công của Ukraine khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Được biết, cuộc tấn công vào nhà máy thép ở Nga nói trên nằm trong một hoạt động chung của cơ quan tình báo quân sự GUR và cơ quan an ninh SBU của Ukraine. UAV Ukraine đã tập kích nhà máy thuộc sở hữu của nhà sản xuất thép lớn nhất Nga, tiếp nối loạt tấn công vượt ra ngoài biên giới của Kiev trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Igor Atamanov, thống đốc tỉnh Lipetsk ở miền tây Nga cho biết, các cơ quan an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy của công ty thép Novolipetsk NLMK. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn tại nhà máy này. Đám cháy sau đó đã được dập tắt. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine khoảng 400 km, cung cấp khoảng 18% sản lượng thép của Nga. Theo ông Atamanov, đám cháy dường như do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra và không có thương vong. Ông kêu gọi người dân không nên hoảng sợ và chỉ tin vào thông tin chính thức. Quân đội Nga cho biết đã chặn hai máy bay không người lái ở khu vực Lipetsk cũng như một máy bay không người lái ở khu vực Kursk. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine sau đó tuyên bố đã tấn công vào nhà máy này. Theo SBU, đây là nhà máy sản xuất vũ khí cho quân đội Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine. SBU cho hay cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy thép Novolipetsk do hai cơ quan đặc nhiệm của Ukraine là SBU và Tổng cục Tình báo Quân đội GUR cùng thực hiện. Trước đó, theo Guardian, thống đốc Volgograd Andrei Bocharov cũng đã xác nhận một nhà máy lọc dầu trong vùng bốc cháy sau cuộc tập kích UAV của Ukraine Ông Bocharov nói, trong đêm, đơn vị phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV ở các quận Kalachivsky và Zakanalis của vùng Volgograd. Tuy nhiên, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Volgograd trong quá trình đánh chặn. Cũng theo ông Bocharov, lực lượng cứu hỏa đã không chế được ngọn lửa trong một thời gian ngắn. Nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng là cơ sở cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở Tây Nam nước Nga. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng tố cáo Ukraine đứng sau vụ tập kích nhắm vào một tiệm bánh ở Lugansk khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, báo cáo sơ bộ cho thấy cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí phương Tây. Chúng tôi hy vọng các tổ chức quốc tế sẽ kịp thời lên án hành động của Kiev. Mặt khác, Tổng thư ký NATO nói Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Tổng thư ký NATO từng đề cập tới quyền tự vệ của Kiev trước Moscow, song đây là lần đầu tiên ông công khai khẳng định Ukraine có quyền tự vệ bằng cách tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Điều này có thể vượt qua làn danh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra. Ông nhiều lần cảnh báo Ukraine không được sử dụng khí tài do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng điều này có thể khiến xung đột leo thang. Mỹ và các thành viên NATO trước đây cấm Ukraine sử dụng những khí tài được họ viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga do lo ngại chiến sự vượt tầm kiểm soát. Phương Tây ban đầu cũng chỉ hoãn chuyển giao nhiều loại vũ khí tầm xa cho Ukraine do sợ rằng Kiev có thể sử dụng chúng để tấn công mục tiêu bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, khi chiến sự kéo dài, quan điểm này dần thay đổi. Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Ahok A-50 của Nga bằng hệ thống S-200. Ukraine Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU cho biết Nga đã mất phi hành đoàn 10 thành viên trong vụ việc mà Kiev tuyên bố là đã bắn rơi máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50. Ông Mykola Ulechuk, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram hôm 23 tháng 2, một chiếc A-50 mang bí danh Bayan đã hoàn thành nhiệm vụ trên bầu trời. Xin gửi lời chào đến Nga trong ngày tôn vinh những người bảo vệ tổ quốc của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng nhau đi tới chiến thắng. Cơ quan tình báo quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận việc máy bay, bay A-50 của Nga bị bắn rơi nhưng không tiết lộ chi tiết. Người phát ngôn DIU Andriy Zuzov nói, Chúng tôi có thể xác nhận việc bắn hạ một mục tiêu quan trọng như vậy vào một ngày quan trọng như vậy đối với Nga. Theo nguồn tin của Ukraine Pravda, vụ bắn rơi được cho xảy ra ở khu vực giữa các thành phố Nga và Yez và Krasnodar. Các kênh Telegram của Nga đăng tải những khoảnh khắc cho thấy người dân ở khu định cư Chudovaza, Armenia tại Krasnodar Krai đã chứng kiến vụ nổ lớn nghi do máy bay bị rơi xuống. Nguồn tin cho biết toàn bộ 10 người Nga trên máy bay đều thiệt mạng. Những người này bao gồm năm thiếu tá, ba đại úy, một trung úy và một trung sĩ. Không có thương vong nào xảy ra trên mặt đất khi máy bay bị rơi. Tuy nhiên, phía Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp. Lần gần đây nhất, Ukraine tuyên bố bắn hạ một máy bay A-50 là vào tháng 1 năm 2024, cũng trên biển Azov. ABC Ukraine dẫn một nguồn tin trong quân đội Ukraine hôm 15 tháng 1 cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 1, quân đội Ukraine tấn công máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trên biển Azov, trong đó có máy bay trinh sát và cảnh báo sớm trên không A-50A hoặc cùng một máy bay vận tài IL-22. Máy bay A-50 được thiết kế để giám sát các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như điều phối các mục tiêu cho máy bay chiến đấu nga. Những chiếc A-50 được nhận diện dễ dàng bởi hình nấm được đặt ngay trên lưng máy bay. Ngoài khả năng phát hiện, xác định và theo dõi các mục tiêu, nó cũng có thể chỉ huy phối hợp nhiều máy bay chiến đấu để tạo nên các cuộc tấn công hoặc phản công bất ngờ. Nhờ sở hữu hệ thống radar SmeNMR, radar bay A-50 có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên đến 300 km theo dõi mục tiêu trên không cách xa đến 650 km và phát hiện tên lửa phóng ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Với khả năng theo dõi đồng thời khoảng 300 mục tiêu mặt đất hoặc 40 mục tiêu trên không, A-50 đóng vai trò trụ cột quan trọng trong lực lượng chỉ huy không quân chiến lược Nga. Nếu các thông tin của Ukraine chính xác, thì Nga đã mất đi hai chiếc A-50 chỉ trong 2 tháng. Theo Fox, về mặt nguyên tắc, Nga có 9 chiếc A-50, nhưng 6 chiếc dường như đang cần được nâng cấp. Nếu họ thực sự mất đi hai chiếc A-50 như Ukraine tuyên bố, Nga có thể sẽ chỉ còn lại một chiếc có khả năng tác chiến. Đây sẽ là tổn thất rất lớn, khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Các kim điều khiển hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS Ukraina đã đá đạn vào một trại huấn luyện của Nga nằm gần làng Podo Kalinivka ở tỉnh Khê Sơn, nơi các binh sĩ thuộc Trung đoàn Đường không số 328, Lữ đoàn số 810 và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 Nga đang có mặt ở đó. Theo đó, một máy bay không người lái UAV xác đã phát hiện nơi binh sĩ Nga huấn luyện tại khu vực nằm cách bờ sông DNP khoảng 27 km về phía đông. Chiếc UAV sau đó đã chuyển dữ liệu tọa độ về sở chỉ huy, cũng như thực hiện nhiệm vụ điều hướng hỏa lực cho các kiếp điều khiển HIMARS. Báo cáo sơ bộ từ quân đội Ukraine cho thấy, ba đợt tấn công của tên lửa HIMARS đã khiến khoảng 60 binh lính và sĩ quan Nga thiệt mạng. Trước đó, một quan chức làm việc ở miền nam Ukraine tên Serhiy Pratchuk cho biết Lực lượng Kiev đã tấn công một khu vực huấn luyện của quân đội Nga gần thành phố Volnovakha của tỉnh Donetsk bằng HIMARS. Ông nói rằng cuộc tấn công đã khiến khoảng 65 binh sĩ Nga thiệt mạng gần làng Chu nơi các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới cần về độc lập số 39 của Nga đóng quân. Theo một nguồn tin giấu tên, quân đội của Ukraine đã sử dụng hai tên lửa trong cuộc tấn công. Một quân nhân Nga sống sót sau vụ tập kích cho biết, các binh sĩ khi đó tập trung để chờ thiếu tướng Oleg Moiseev chỉ huy tập đoàn quân số 29 thuộc quân khu miền đông của Nga tới thị sát. Một phóng viên tiền tuyến Nga sau đó cho biết tướng Moisezev cuối cùng không tới thị sát đơn vị nói trên. Yêu cầu các quân nhân tập hợp đội hình một cách không cần thiết chỉ để thể hiện bản thân mình quan trọng có thể khiến các vị bị đạn pháo HIMARS giáng xuống đầu. Sabun Cốp viết, vì thế hãy lo cho chính bản thân và cấp dưới của các vị. Kênh Telegram Riba ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Đoạn video đồ họa về hậu quả của cuộc tấn công đã được chia sẻ trực tuyến bởi Jaroslav Chofimov, trưởng phóng viên đối ngoại của The Wall Street Journal, cho thấy hàng chục thi thể trên bãi đất trống. Vụ tấn công của Ukraina xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu gặp nhau để ăn mừng chiến thắng quân sự trên truyền hình việc lực lượng Nga tụ tập số lượng lớn ở những khu vực chống trải trong tầm tấn công của Ukraine đã xảy ra không ít lần và gây ra hậu quả rất lớn. Hồi tháng 8 năm 2023, một đơn vị Nga tập trung trên cột cát ở vùng Khê Sơn đã tham gia huấn luyện cũng bị tấn công bằng HIMARS với thương vong lên đến 200 người. Ông Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU đã ước tính Nga có thể điều động gần 300 máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào Ukraine. Ông Skibitsky cũng nhấn mạnh, các tiêm kích F-16 sắp được chuyển giao cho Ukraine là một trong những công cụ cho phép hạ gục những máy bay Nga được sử dụng để ném bom. Cũng theo ông, phía Nga đã đặt mục tiêu phá hủy cả máy bay và cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, trong 3 ngày liên tiếp, Nga đã tấn công sân bay Kanatove gần thành phố Kropivnitsky bằng tên lửa đạn đạo. Đó chính xác là cách tiếp cận mà họ đang thực hiện để ngăn cản Ukraine triển khai máy bay của mình ở đó. Trước đó, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho hay, dù chịu tổn thất đáng kể trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga vẫn có một phi độ máy bay quy mô lớn và có khả năng sản xuất khoảng vài máy bay mỗi năm, bên cạnh việc sửa chữa những chiếc cũ. Tuy nhiên, trong năm ngày qua, không quân Ukraine tuyên bố bắn rơi liên tiếp 7 máy bay Nga ở mặt trận phía đông, gây tổn thất nặng nề cho không quân Nga. Trong một động thái liên quan khác, theo Pravda, Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 2 cho biết, hai khu vực của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Theo bộ trên, hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên vùng lãnh thổ Kursk và Tula của Nga vào đêm ngày 23 dạng sáng ngày 24 tháng 2. Tình trạng giao tranh hiện tại và lợi thế của Nga đã đặt ra một số câu hỏi về mặt chiến lược đối với cuộc chiến, đặc biệt là từ các đối tác phương Tây của Ukraine. Theo giới phân tích, sai lầm lớn nhất của phương Tây là chậm trễ viện trợ quân sự cho Ukraine do lo ngại Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Những vũ khí chính mà Ukraine cần, từ pháo binh đến tên lửa tầm xa, xe tăng, máy bay chiến đấu chỉ được cung cấp sau thời gian dài trì hoãn. Mỹ đang xem xét cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC MS có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 300 km cho Ukraine, nhưng vẫn chưa rõ liệu sự hỗ trợ muộn màng như vậy có mang lại hiệu quả hay không. Ngoài ra, phương Tây cũng đang xem xét chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Giới phân tích cho rằng, nỗi lo sợ gia tăng xung đột hạt nhân có thể bị phóng đại nhưng ảnh hưởng bất lợi từ sự chậm trễ chuyển giao vũ khí của phương tây cho ukraine đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trước hết điều này sẽ giúp nga có thời gian để khôi phục lực lượng tái thiết và duy trì động lực chiến đấu mặc dù nguồn nhân lực của nga không phải là vô hạn nhưng vượt xa đáng kể so với những gì ukraine đang có hơn nữa moscow cũng thúc đẩy đáng kể năng lực quốc phòng đặc biệt là sản xuất vũ khí đạn dược để hỗ trợ các hoạt động quân sự xung đột kéo dài sẽ tạo điều kiện cho những yếu tố này phát huy tác dụng giống như ukraine Nga cũng chịu những tổn thất lớn, nhưng Tổng thống Putin dường như đã có sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiêu hào kéo dài. Những cuộc tiến công không ngừng với các tốt binh lính nhỏ của Nga đã từng bước một áp đảo các vị trí của Ukraine và khiến đối phương không kịp trở tay. Thay vì điều một lượng lớn quân vào Adipka để chế ngự lực lượng Ukraine đang kiểm soát thành phố tiền tuyến, các lực lượng Nga hồi đầu tháng này đã bắt đầu chỉ gửi một vài binh sĩ trong mỗi lần tấn công. Theo đó, hai hoặc ba binh lính của Nga sẽ xông vào các vị trí của Ukraine trong thành phố, theo sau khoảng nửa giờ là hai hoặc ba người khác. Theo Andriy Teren, một chỉ huy của Ukraine, với những bước tiến đó, Moscow bắt đầu áp đảo các vị trí của Ukraine từng bước một. Chỉ huy Teren nói với Reuters hồi đầu tuần này rằng, chúng tôi có ấn tượng rằng những nhóm này tiến công không ngừng. Cứ 20 hoặc 30 phút, chúng tôi lại phải đối mặt với các cuộc tấn công. Đó là lý do tại sao bộ binh của chúng tôi gặp khó khăn như vậy. Những khó khăn mà chỉ huy Teren mô tả cũng giống với những gì mà các chỉ huy khác của Ukraine trên tiền tuyến cảm nhận được. Teren nói rằng ông không có đủ nhân lực, ông cũng không có đủ đạn pháo nếu lực lượng Nga tiếp tục tấn công từ từ. Ông nói Moscow chỉ đơn giản làm kiệt sức quân đội của ông. Khi cuộc xung đột ở Ukraine tròn 2 năm vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, Nga lại tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố dọc tiền tuyến. Những cuộc tấn công đó diễn ra khi sự hỗ trợ quốc tế cho Kiev chậm lại, nghĩa là kho vũ khí của Ukraine ngày càng thu hẹp. Các lực lượng của Nga đã tăng cường các cuộc tấn công dọc một số điểm trên tiền tuyến trong tuần qua, có thể nhằm kéo căng lực lượng của Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá như vậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Adipka, đồng thời gọi đây là một bước đột phá chiến lược. Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận các lực lượng của Ukraine đã rút lui, thì ông cho biết động thái này chỉ là bước đi chiến thuật. Bảo toàn lực lượng theo tôi là một quyết định đúng đắn, sau đó sẽ có sự phục hồi. Các lực lượng chờ đợi những vũ khí phù hợp hiện đang không có đủ. Tổng thống Zelensky nói về quyết định rút quân của Ukraine như vậy. Việc Ukraine mất Anipka diễn ra sau nhiều tháng, các quan chức nước này đưa ra cảnh báo về kho dự trữ đang cạn kiệt. Các quan chức Mỹ nhận định với ABC News rằng Mỹ đã cung cấp ít nhất 44,9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, nhưng nếu quốc hội không thông qua gói viện trợ mới vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, tình hình ở Ukraine có thể trở nên tồi tệ. Theo một báo cáo, tính đến tháng 12 năm 2023, Anh cam kết hỗ trợ quân sự khoảng 7,1 tỷ bảng Anh, tương đương 9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Liên minh châu Âu đã cam kết hỗ trợ cho Kiev khoảng 5,6 tỷ euro, tương đương 6,1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả tài trợ cho vũ khí. Tuy nhiên, cam kết hỗ trợ đạn dược và vũ khí ngày càng khan hiếm khi xung đột tiếp diễn. Hội đồng châu Âu hồi đầu tháng này đã phê duyệt khoản viện trợ 50 triệu euro cho Ukraine mặc dù số tiền đó không dành cho đạn dược mà để tài trợ cho chính phủ Ukraine để họ chi trả lương và dịch vụ. Mùa xuân năm ngoái, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công được mong đợi từ lâu với mục tiêu cố gắng đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi bán đảo Crimea. Cuộc phản công ban đầu đạt được một số tiến triển và thành quả gần Donetsk, mặc dù gây ra thương vong nặng nề cho Ukraine và không thành công trong việc cắt đứt hành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Tiếp theo sau đó là mùa thu và mùa đông, giao tranh dữ dội ở tiền tuyến khiến kho vũ khí dự trữ của Ukraine ngày càng suy giảm. Nga cũng tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào một số khu vực. Tuy nhiên, một năm chiến đấu cam go dường như không làm dịu đi quyết tâm của Tổng thống Zelensky hay Tổng thống Putin. Giống như năm ngoái, Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ chiến đấu cho đến khi từng tấc đất của Ukraine được trả lại khỏi sự kiểm soát của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin và các quan chức khác của Điện Kremlin cũng tiếp tục cho thấy thái độ kiên định với quyết tâm đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Ukraine vừa qua, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã đưa ra đề xuất về việc gia hạn viện trợ của Mỹ cho Kiev. Nỗ lực viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang bị đình trệ do tranh cãi tại Quốc hội. Ông nói rằng từ Tổng thống Zelensky trở xuống đều nói rõ quan điểm như thế này. Nếu Ukraine nhận được viện trợ, họ sẽ thắng cuộc xung đột và đánh bại Nga. Nhưng nếu không nhận được viện trợ, họ chắc chắn sẽ thua. Theo New York Times, chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của ông Schumer và các nghị sĩ Mỹ nhằm xác định được nhu cầu thời chiến của Ukraine. Khi đề cập đến việc Kiev rút quân gần đây khỏi thành phố trọng điểm Adipka, nơi Nga cho rằng từ lâu đã được sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công của Ukraine vào Donetsk, Ông đã nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đưa ra bằng chứng cụ thể mạnh mẽ về lý do Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột hoặc rút lui. Ông Schumer nói thêm rằng việc không hỗ trợ Ukraine sẽ làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên toàn thế giới và làm tăng khả năng xảy ra nhiều xung đột hơn trong tương lai, điều có thể khiến Mỹ phải can thiệp vào thực địa. Sau nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ hôm 13 tháng 2 trong đó phân bổ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho đến nay vẫn từ chối đưa dự luật ra biểu quyết tại Hạ viện. Chia sẻ với Ukraine Form, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson chắc chắn rằng vấn đề viện trợ Ukraine sẽ được giải quyết vào tháng 3. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định việc phương Tây duy trì viện trợ là cách duy nhất để giúp Ukraine ngăn Moscow đạt được các mục tiêu kế hoạch quân sự. Ngược lại, nếu phương Tây ngừng viện trợ, kiev sẽ mất khả năng ngăn chặn quân đội nga tổng thống joe biden gần đây cảnh báo nếu không có viện trợ kịp thời từ mỹ ukraine có thể mất thêm những thành phố khác sau khi adipka thất thủ về phía ukraine tổng thống zelensky thừa nhận rằng một số nước phương tây đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn với kiev đồng thời đặt cho ông câu hỏi khi nào ukraine sẽ kết thúc xung đột khi nào sẽ thắng nhà lãnh đạo ukraine nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là tránh thương vong nặng nề và nếu ukraine mất lực lượng họ sẽ mất tất cả ngay cả khi phương tây cung cấp cho họ những vũ khí tối tân nhất phòng vệ là nhiệm vụ số một sau đó là tiếp nối thành công của chúng tôi ở biển đen ông zelensky nói phía nam rất quan trọng một ưu tiên khác của kiev là giữ phòng tuyến ở donbass tất nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị một cuộc phản công mới một chiến dịch mới tổng thống ukraine cho biết kế hoạch cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố và từ chối đưa ra khung thời gian cụ thể thưa quý vị bộ quốc phòng nga mới đây cho biết quân nhân ukraine ở adipka đã đầu hàng hàng loạt sau khi moscow tuyên bố kiểm soát thành phố này một đoạn video quay từ máy bay không người lái của nga cho thấy quá trình rút quân của ukraine diễn ra hỗn loạn điều này có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần vốn đã suy yếu của quân đội ukraine trong khi đó các nước phương tây hiện thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại nga được biết, gói trừng phạt bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga và các nguồn doanh thu cho nền kinh tế Nga. Việc Adipka thất thủ rơi vào tay người Nga là sự kiện có tác động mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine cũng như quá trình tuyển quân của nước này. Theo các quan chức phương Tây cấp cao cũng như các binh sĩ Ukraine, hàng trăm người lính Ukraine tại Adipka có thể đã bị các đơn vị Nga bắt giữ hoặc bị mất tích trong quá trình rút lui hỗn loạn khỏi thành trì miền đông này. Đây là một tổn thất lớn đối với Ukraine, một đòn giáng mạnh vào nhuệ khí vốn đang suy yếu của họ. Chừng nào Ukraine chưa củng cố được các phòng tuyến mới bên ngoài Adipka thì họ chưa thể đưa ra con số chính xác về các quân nhân Ukraine bị mất tích hoặc bị đối phương bắt làm tù binh. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Moscow đã ghi nhận tình trạng đầu hàng hàng loạt của quân nhân Ukraine ở thành phố Adipka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, chúng tôi đã bắt khoảng 200 tù binh chiến tranh sau cuộc truy quét và theo thông tin nhận được, chúng tôi dự định truy tìm khoảng 100 tù binh trong những ngày tới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi hơn 10 km sau khi Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Adipka. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sogu cho biết Nga đã tiến hành chiến dịch giành quyền kiểm soát Adipka với tổn thất tối thiểu. Ông nói rằng quân đội Nga đã thực hiện 460 cuộc tấn công mỗi ngày vào thành phố, tương đương 200 tấn đạn dược. Theo ông Sogu, đoạn video quay từ máy bay không người lái của Nga cho thấy quá trình rút quân của Ukraine khỏi Adipka diễn ra hỗn loạn. Mặt khác, hai năm sau khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế, quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Các nước phương Tây sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga liên minh châu âu dự kiến lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào các công ty từ trung quốc đại lục eu đã thay đổi chiến lược từ việc thuyết phục bắc kinh duy trì các biện pháp trừng phạt nga sang cách tiếp cận mạnh mẽ hơn tuy nhiên đối với nga việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu các quan chức phương tây cho hay điện kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt moscow đã tăng cường thương mại với trung quốc ấn độ và các quốc gia khác giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng. Bên cạnh đó, việc Moscow né tránh các lệnh trừng phạt đã tạo ra trò chơi mèo vờn chuột phức tạp. Phương Tây thiết kế các biện pháp nhằm gây tổn hại cho Nga, nhưng điện Kremlin cuối cùng đã thích nghi được và buộc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu phải quay lại bàn vẽ. Đó là một cuộc cạnh tranh mà điện Kremlin không thể để thua. Tờ Le Figaro dẫn lời một tay súng người Pháp tham gia chiến đấu trong quân đội Ukraine cho biết một số khí tải quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã không thể hoạt động sau khi bị chuột phá hỏng. Theo bài báo được tờ Le Figaro công bố, những vũ khí thân thiện với môi trường được phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine đôi khi không phù hợp với tình hình thực tế trên tiền tuyến và không phát huy tác dụng trong cuộc xung đột thực sự. Để chứng minh, Le Figaro đã dẫn lời một tay súng người Pháp giàu tên, cho hay chuột đã cắn dây cáp của một số phương tiện mà quân đội Ukraine sử dụng. Theo người này, một số vỏ bảo vệ của dây điện trong thiết bị được phương Tây cung cấp cho Ukraine vốn làm bằng sợi ngô nên đã thu hút chuột. Tờ Lê Figaro nhấn mạnh thêm, chuyện này tuy nhỏ nhưng nó lại phản ánh tình hình thực tế mà các thiết bị quân sự phương Tây phải đối mặt. Tay súng người Pháp nói, các phương tiện phương Tây được thiết kế như sản phẩm trưng bày công nghệ. Trong điều kiện buồn và lạnh, chúng không phải lúc nào cũng có tác dụng. May mắn là binh sĩ Ukraine vẫn còn một ít vũ khí từ thời liên xô cũ trong kho. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh từng cảnh báo mùa thu và nguồn lương thực dồi dào trên những cánh đồng bị bỏ hoang đã làm gia tăng số lượng chuột ở các khu vực xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, chuột có thể đang tìm nơi trú ẩn trong các phương tiện quân sự và các vị trí phòng thủ. Phía London cho rằng chuột đang gây thêm áp lực lên tinh thần chiến đấu của các binh lính cũng như gây nguy hiểm cho các thiết bị quân sự bị cắn đứt dây cáp. Trước đó theo Military Watch, phần lớn xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo viện trợ cho quân đội Ukraine đã không còn hoạt động sau khi chiến đấu với lực lượng quân đội Nga với hơn 1 phần tư bị phá hủy hoàn toàn và số còn lại bị hư hỏng vượt quá khả năng sửa chữa. Leopard 2A6 lần đầu tiên được ghi nhận chịu nhiều tổn thất ở Ukraine vào đầu tháng 6 năm 2023, chỉ vài ngày sau khi được triển khai để tấn công các vị trí của Nga. Sau đó, những đoạn phim do lực lượng Nga công bố thu giữ những chiếc xe tiết giáp do Mỹ và Đức chế tạo bị bỏ rơi cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoài các vấn đề về mức độ bảo vệ của áo giáp hạn chế và nhu cầu bảo trì cao, xe tăng liều Bát còn hoạt động kém trong bùn mùa đông ở Ukraine, một vấn đề mà những phiên bản tiền nhiệm của chúng phải đối mặt trong Thế chiến thứ hai. Xe tăng T-80 của Nga với động cơ tua biên khí, cùng loại động cơ được sử dụng trên xe tăng M1 Abram của Mỹ, đã chứng tỏ khả năng hoạt động tốt hơn nhiều ở những địa hình và thời tiết như vậy. Andrei Marukko, lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugan, LPR đã nghỉ hưu, từng nói với Ria Novosti, đề cập tình hình giao tranh ở mặt trận Kubian, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine do hiện tượng mưa băng và nhiệt độ thay đổi liên tục. Vũ khí, thiết bị quân sự do phương Tây chuyển giao cho Ukraine đã bị hư hỏng hàng loạt, súng thường xuyên bị kẹt hoặc không nạp đạn được. Mưa băng là hiện tượng thường xảy ra vào mùa đông, trong đó hạt mưa bị đóng băng khi tiếp xúc với bề mặt ở dưới đất tạo ra lớp băng dày vài cm bao phủ bề mặt đó. Theo Marocco, hiện tượng này còn làm nhiều thiết giáp của Ukraine bị đóng băng, khiến binh sĩ mất nhiều thời gian để dã băng xe trước khi vận hành, khiến họ dễ bị lộ trước lực lượng Nga lượng mưa tăng và tầm mây thấp trong mùa đông cũng sẽ khiến hai bên khó triển khai thiết bị trên không như máy bay không người lái UAV. Thời tiết lạnh giá gây khó khăn cho công tác hậu cần và các hoạt động quân sự cơ bản như lắp đạn pháo hay bóp cò súng. Ukraine có thể là bên chịu ảnh hưởng lớn hơn bởi điều kiện thời tiết do vũ khí phương Tây, đặc biệt là xe tăng, thường có thiết kế quá phức tạp, gây khó khăn trong quá trình vận hành và sửa chữa. Xe tăng 11 Abram mà Mỹ vừa chuyển giao cho Kiev cần phải được vệ sinh bộ phận lọc gió mỗi 12 tiếng, nếu không động cơ có thể bị hư hỏng. Bộ chỉ huy tác chiến phía Tây của quân đội Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh lữ đoàn pháo binh riêng biệt số 44 của lực lượng vũ trang Ukraine, AFO, phá hủy kho đạn dược khủng của Nga bằng pháo FH-70 ở hướng Zaporizhia. Tuyên bố kèm theo video cho thấy, chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình, Nga sẽ bị loại bỏ và đánh bại. Video cho thấy binh lính Ukraine đang nạp lựu pháo, sau đó là những phát súng sấm sét vang vọng trong không trung. Tiếp đó, một cảnh quay bằng máy bay không người lái ghi lại vụ nổ ngoạn mục khi kho đạn dược của lực lượng Nga bị tấn công. FH-70 là liệu pháo được một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng của ba nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Anh, Đức và Italy hợp tác chế tạo và chính thức đưa vào biên chế quân đội những quốc gia này từ năm 1978. Liệu pháo FH-70 nặng khoảng 8 tấn và có chiều dài 9,8m, rộng 2,2m, cùng chiều cao 2,5m. Tầm bắn của liệu pháo FH-70 rơi vào khoảng 24km, nhưng có thể tăng lên 30km nếu sử dụng các loại đạn đặc biệt. Tốc độ bàn tối đa của FH-70 đạt 6 phát trên phút. Cả Nga và Ukraine đều đã áp dụng nhiều công nghệ mới trong giao tranh suốt 2 năm qua, nhưng cục diện chiến trường đang giống thế chiến thứ nhất một cách kỳ lạ. Khi Nga phát động xung đột ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, xe tăng, thiết giáp là những khí tài nổi bật nhất. Khi đợt phản công của Ukraine xa lầy, hai bên chủ yếu dựa vào các công nghệ quân sự mới để tập kích đối phương, trong đó nổi bật là các loại khí tài không người lái, drone. Tuy nhiên, sự phổ biến của drone khiến cả hai bên đều không thể mở những đợt tấn công bất ngờ. Do mọi hoạt động chuyển quân của họ, kể cả vào ban đêm, đều dễ dàng bị đối phương phát hiện và tập kích. Ngoài drone, các bên tham chiến cũng nhận ra giá trị của máy bay không người lái UAV tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu giá trị cao nằm sâu bên trong hậu phương địch. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, drone và công nghệ vũ khí hiện đại chỉ có thể làm suy yếu phần nào lực lượng tham chiến, không thể tiến hành những chiến dịch tấn công mang tính quyết định cục diện chiến trường. Kết quả là lực lượng bộ binh của cả hai bên đều có xu hướng cố thủ trong hầm hào, công sự, chia thành các phân đội nhỏ thay vì tập trung đội hình lớn để tấn công. Điều này khiến chiến trường Ukraine đang giống thế chiến thứ nhất một cách kỳ lạ, khi tác chiến chiến hào là hình thức giao tranh phổ biến nhất. Lực lượng hai bên đều có thể khiến đối phương phải trả giá đắt cho từng mét đất mà họ cố tiến lên. Tình báo quốc phòng Ukraine DIU ước tính Nga có tới gần 300 máy bay chiến đấu có thể được sử dụng trong chiến dịch ở Ukraine. Ông Vadim Skibitsky, phó giám đốc DIU cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đối phương có rất nhiều máy bay. Hiện tại, Nga có tới gần 300 máy bay chiến đấu có thể được sử dụng nhằm vào chúng tôi. Quan chức tình báo nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine gần đây đã bắn hạ một mục tiêu lớn là máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS A-50 của Nga. Ông Skibitsky lưu ý rằng các máy bay chiến đấu F-16 sắp được chuyển giao cho Ukraine là một trong những công cụ cho phép loại bỏ các máy bay Nga được sử dụng để ném bom. Ông nhấn mạnh thêm, trong 3 ngày liên tiếp, đối phương đã tấn công sân bay Kanatop bằng tên lửa đạn đạo nhằm ngăn cản chúng tôi triển khai các máy bay của mình ở đó. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, mặc dù chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch ở Ukraine, nhưng Nga vẫn có một phi đội máy bay lớn và có khả năng sản xuất khoảng vài máy bay mỗi năm bên cạnh việc sửa chữa những chiếc cũ. Trước đó, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, nước này đã thực hiện các bước chưa từng có để tái vũ trang lục quân và hải quân, cũng như cung cấp hỗ trợ xã hội cho quân nhân. Các doanh nghiệp quốc phòng Nga chuyển sang hoạt động 24 trên 7 và tăng công suất gấp 4 lần. Kể từ năm 2022, sản lượng xe tăng đã tăng 5,6 lần, xe bọc thép 3,5 đến 3,6 lần, máy bay không người lái 16,8 lần và đạn pháo 17,5 lần lực lượng lục quân Nga đã nhận được 1.530 xe tăng mới và nâng cấp, hơn 2.500 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Lực lượng hàng không vũ trụ nhận được 237 máy bay và trực thăng, trong khi hải quân có 8 tàu chiến, 4 tàu ngầm đa năng và 1 tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Về công sự, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ củng cố lớn, 7.000 km bãi mìn được giải dọc theo chiến tuyến với chiều sâu phòng ngự 600 m về một số ưu tiên năm 2024, ông Shoigu nói, nhiệm vụ ưu tiên cho năm 2024 là tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu mà tổng tư lệnh tối cao đặt ra. Lực lượng tên lửa chiến lược phải hoàn thành công việc và đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sarmat vào sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 4 tàu ngầm, bao gồm tàu ngầm hạt nhân chiến lược Kanias, Pozarsky và 11 tàu chiến quân đội Nga cũng lên kế hoạch tăng sản lượng tên lửa siêu vật âm Kinza và Zircon, đồng thời tăng nguồn cung cấp tên lửa và đạn dược lên 1,8 lần. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng quân đội Nga dự định tuyển dụng tới 745.000 nhân viên hợp đồng vào cuối năm 2024. Theo tờ Business Insider, kế hoạch chấn giữ, xây dựng và tấn công sẽ nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng của Nga và xây dựng lại lực lượng Ukraine. Các nhà quan sát cho rằng Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng trước Nga nếu nước này ưu tiên phòng thủ, xây dựng lại năng lực chiến đấu và tấn công Nga vào nơi mà Moscow dễ bị tổn thương nhất khi hai nước này đã bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột. Michael Kopman, một thành viên cấp cao của Quỹ tài trợ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho biết nếu có một tầm nhìn cho năm tới mà tôi nghĩ có thể được cung cấp nguồn lực và có lý thuyết thành công đằng sau đó, thì đó là một cách tiếp cận được xây dựng theo nguyên tắc giữ, xây dựng và tấn công. Trong giai đoạn giữ, Ukraine sẽ đào sâu và bảo vệ tiền tuyến đủ để khiến lực lượng Nga kiệt sức. Theo ông Kopman, nếu Ukraine liên tục phòng thủ trước Nga, điều này sẽ khiến Nga rơi vào thế yếu do bị tiêu hao. Trong khi giữ vững phòng tuyến, Ukraine có thể xây dựng lại quân đội của mình thông qua việc tái thiết, huấn luyện và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây. Yếu tố tấn công ở giai đoạn này chỉ là đánh vào những điểm yếu của Nga để làm suy giảm năng lực và tạo cơ hội cho Ukraine hoạt động tấn công sau này. Trong một bài báo trên trang War on Rocks, về cách tiếp cận chiến lược này được viết cùng với hai chuyên gia khác. Ông Kopman viết rằng, việc đạt được lợi thế cần thiết để đạt được điều này là khả thi vào năm 2025, nhưng điều đó phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ bền vững của phương Tây và những lựa chọn được đưa ra ngay bây giờ. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công vào hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách sử dụng phương tiện không người lái đặc biệt là các xuồng không người lái mang theo chất nổ. Kiev cho rằng một phần ba hạm đội biển đen của Nga đã chịu tổn thất và Ukraine có thể phát huy những thành công đó. Chuyên gia Kopman cho biết, trong trường hợp tốt nhất, Ukraine có thể giành lại thế chủ động vào năm tới. Và trong trường hợp xấu nhất, Kiev vẫn có thể cầm cự một cách hiệu quả và Nga sẽ không đi đúng hướng để hiện thực hóa mục tiêu chiến dịch của mình vào năm 2025 hoặc 2026 cho rằng Ukraine thiếu năng lực thực hiện các hoạt động tấn công. Bà Emma Asford, thành viên cấp cao tại trung tâm Henry Stilson, nêu ý kiến rằng Ukraine nên chú trọng đến một hệ thống phòng thủ vững chắc để ngăn chặn Nga chiếm thêm lãnh thổ. Bà nói trong cuộc thảo luận vừa qua rằng, chúng ta không thể cho phép Ukraine lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng chúng ta có thể cho phép Ukraine ngăn chặn những lợi ích tiếp theo của Nga. Bà Asford nói thêm, chúng tôi ủng hộ việc tăng cường các công sự cố định, đào sâu phòng tuyến của Ukraine, sử dụng mìn sát thương, mìn chống tăng, tất cả những điều mà người Nga đã làm trong năm qua đã giúp họ phòng thủ khá hiệu quả. Nữ chuyên gia lưu ý rằng, việc tập trung vào quốc phòng có thể mang lại lợi ích chính trị cho các đối tác phương Tây, vì châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine trụ vững trong lúc nguồn lực viện trợ quan trọng của Mỹ dành cho nước này vẫn ở tình trạng bế tắc trong tương lai gần. Bà nói, cách tiếp cận này rẻ hơn, nhưng hiệu quả hơn. Nó giúp giải quyết các vấn đề về nhân sự vì phòng thủ dễ sử dụng nhân lực hơn là tấn công. Ngay cả khi không có nguồn tài trợ của Mỹ, cách này cho phép các quốc gia châu Âu thực sự có thể đóng góp một khoản hợp lý. Theo bà Asford, mặc dù sự hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng ở một số loại đạn dược và vật tư then chốt, nhưng việc ưu tiên phòng thủ sẽ không nhất thiết đòi hỏi hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine mà Mỹ đang tranh luận tại quốc hội. Thưa quý vị, cựu đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Menik cho biết nếu nhìn vào tình hình hiện tại trên chiến trường thì các đồng minh Kiev nên thăm dò kiến đáo với Nga để xem có thể thực sự thỏa hiệp được hay không. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh các nước nên dùng cách ngoại giao để chấm dứt chiến tranh ngay trong năm nay. Cựu đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Menik, đại diện cho Ukraine ở Brazil cho biết những người ủng hộ nước ngoài của Kiev nên liên hệ với Nga ở hậu trường để tìm hiểu các điều kiện hòa bình với Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tagesspiegel của Đức, đại sứ Mendick đã được yêu cầu bình luận về một cuộc thăm dò tiết lộ rằng do cuộc phản công của Ukraine thất bại vào năm ngoái và những thắng lợi của lực lượng nga trong những tháng gần đây, 64% người Đức hiện tin rằng Kyiv đã thua trong cuộc xung đột với Moscow. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Ukraine đã thất bại. Đó sẽ là mối đe dọa đối với an ninh của Đức. Đại sứ gợi ý rằng khi xem xét tình hình hiện tại, ít nhất sẽ là điều khôn ngoan nếu các đồng minh của chúng tôi có thể kín đáo liên lạc với Moscow để tìm hiểu xem liệu có thực sự sẵn sàng thỏa hiệp hay không. Chẳng hạn với những điều kiện và đảm bảo nào người Nga sẽ sẵn sàng rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Menik nói tiến hành các cuộc đàm phán mang tính thăm dò không có nghĩa là từ bỏ lợi ích của một người, đồng thời nhấn mạnh tuy nhiên các đối tác của chúng tôi kể cả ở Nam Bán Cầu nên sử dụng ngoại giao của mình để chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Ông Menik bị cách chức đại sứ Ukraine tại Đức vào mùa hè năm 2022 sau hàng loạt phát ngôn cực đoan. Đáng chú ý, ông gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz là đâm nhát dao sau lưng Ukraine và yêu cầu tỷ phú Mỹ Elon Musk biến đi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này giải thích rằng giọng điệu gay gắt của ông được biện minh là do cần phải gây áp lực lên chính phủ ở Berlin để cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine trong những tháng đầu tiên xảy ra xung đột với Nga. Trong khi đó, Hôm 23 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao chỉ diễn ra khi Nga chấp nhận công thức hòa bình của Kiev. Ông nói, tín hiệu là chúng tôi không muốn lặp lại thỏa thuận Minsk, không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng mới. Chúng tôi không tin vào thỏa thuận đó. Ông nói thêm về đàm phán khi chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu trên nền tảng của công thức hòa bình trên cơ sở đề xuất của các nước khác. Sau đó, chúng ta có thể sẽ tìm kiếm một cơ chế ngoại giao cơ chế đối thoại với các đại diện của Nga. Công thức hòa bình mà ông đề cập đến là 10 đề xuất mà ông đưa ra hồi cuối năm 2022 nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Trong số những đề xuất này có yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Tổng thanh tra Robert Stotch của Lầu Năm Góc đã mở hơn 50 cuộc điều tra hình sự liên quan việc viện trợ cho Ukraine Đối với nhiều cá nhân và các nhà thầu, Tổng thanh tra Stott cho biết, các nhà điều tra của Lầu Năm Góc đang xem xét dấu hiệu sai phạm khả nghi liên quan việc mua sắm, thay thế sản phẩm, đánh cắp, gian lận hoặc tham nhũng, sử dụng sản phẩm sai mục đích trong viện trợ dành cho Ukraine. Ông Stott nói, chưa chứng minh được bất kỳ cáo buộc nào, nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Đồng thời và cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm cuộc điều tra về việc lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích trang thiết bị của Mỹ chuyển cho Ukraine. Lầu Năm Góc đang dẫn đầu cuộc điều tra cùng với các cơ quan chính phủ khác nhằm giám sát khoản viện trợ trị giá 113 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Số tiền này chưa được sử dụng hết. Ông Stott cho hay các thanh tra đã phát hiện những khoảng trống trong việc cung cấp viện trợ, ví dụ như các bảng kê khai chưa đầy đủ trong việc chuyển hàng đến Ukraine thông qua Ba Lan. Trong số những vấn đề đang được thanh tra, Lầu Năm Góc đang giả soát lại việc chuyển giao đạn pháo 155mm cho Ukraine để xác định liệu Mỹ có đảm bảo sự cân bằng giữa việc viện trợ và duy trì kho dự trữ trong nước và cho huấn luyện hoạt động. Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, Ukraine đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm. Họ thiếu thốn nhân lực lẫn đạn dược để chống lại quân đội Nga. Trong khi đó, Nga đang ở thế thượng phong trong một kế hoạch quân sự kết hợp chiến đấu tiêu hào trên chiến hào. Điều này phần nào gợi nhớ đến thế chiến thứ nhất, nhưng hơn là hiện tại là chiến tranh công nghệ cao đưa hàng chục nghìn cỗ máy lên bầu trời. Trong khi sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine từ các đối tác phương Tây ngày càng suy giảm, thì Nga hiện đã thích nghi hiệu quả với các đòn trừng phạt và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đã thúc đẩy các cuộc tấn công mới. Trái lại, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn cung quân sự, chẳng hạn như đạn pháo và tên lửa phòng không, trong đó có tên lửa Stinger và thậm chí cả Patriot đã buộc phải lui về thế phòng thủ. Hiệu quả giảm dần của các hệ thống phòng không Ukraine đã khiến nước này ngày càng dễ bị tấn công từ trên không. Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho biết, Ukraine đang cạn kiệt các tên lửa quan trọng để bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Nga. Điều này có thể tạo cơ hội cho lực lượng không quân Nga tiến công mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia quân sự cho rằng, đây là một diễn biến có thể tác động lớn đến tình hình cuộc xung đột. Ukraine đang gặp bất lợi lớn về sức mạnh không quân. Nga là một trong những nước có lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, trong khi Ukraine có ít máy bay hơn và chủ yếu sử dụng những mẫu máy bay cũ. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng nếu không có thêm nguồn viện trợ từ phương Tây, Ukraine sẽ không có đủ hệ thống phòng không đánh chặn để ngăn chặn tên lửa Nga tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng và quân đội nước này. Trong khi đó, Nga đã ra tín hiệu bật đèn xanh cho Ukraine vượt làn danh đỏ của Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga, thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Ông Stoltenberg cho rằng, kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và theo luật quốc tế ukraina có quyền tự vệ điều đó cũng bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp các mục tiêu của quân đội nga bên ngoài ukraina đó là luật pháp quốc tế và dĩ nhiên ukraina có quyền làm điều đó để tự vệ một quan chức nato xác nhận với financial times rằng điều ông stoltenberg nói tức là kiev có quyền tự vệ bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự của nga bên ngoài ukraina Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ. Điều này đã làm dấy lên lo ngại khủng hoảng môi trường sau vụ Houthi tấn công tàu chở hóa chất. Do đó, chính phủ Yemen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng môi trường có thể xảy ra. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, chính phủ Yemen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng môi trường có thể xảy ra do cuộc tấn công của Houthi và một tàu chở hóa chất độc hại ở Biển Đỏ. Trong một tuyên bố, chính phủ Yemen đã chỉ đạo khẩn cấp thành lập một ủy ban để đối phó với khả năng hàng ngàn tấn phân bón và dầu từ con tàu Rubima mang cờ thuộc sở hữu của Anh đã bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Chính phủ Yemen đã ra lệnh cho ủy ban trên xây dựng kế hoạch khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Chính phủ nước này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để nhanh chóng ngăn chặn các vật chất nguy hiểm do gì và gây ra thảm họa sinh thái tiềm tàng. Quân đội Mỹ đã chứng thực vụ việc, cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng một vệt dầu loang dài 29 km bắt đầu xuất hiện từ con tàu bị hư hỏng, đồng thời cảnh báo các hóa chất trên tàu có thể tràn ra biển đỏ và làm trầm trọng thêm thảm họa môi trường. Tàu Rubima được điều hành bởi một công ty ở Liban, khởi hành từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến Bulgaria. Theo các chuyên gia địa phương, khi con tàu bị nạn đang từ từ ngấm nước, chính phủ Yemen đã nỗ lực huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp. Lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab kể từ giữa tháng 11 năm 2023 để biểu thị tình đoàn kết với người Palestine sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ở giải Gaza. Lực lượng Mỹ-Anh kể từ tháng 1 đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi, song không ngăn được lực lượng này tiến hành thêm các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, việc các hãng vận tải container ồ ạt chuyển hướng né biển đỏ đã kéo theo giá cước vận tải tăng vọt thời gian qua, cùng với đó là tình trạng ùn tắc đang diễn ra tại nhiều bến cảng. Giá cước vận tải đã tăng 150% trong 45 ngày qua, sau khi nhiều nhà vận tải biển phải chuyển hướng tàu sang đường vòng qua mũi hào vọng ở Nam Cực Châu Phi, kéo dài hành trình thêm 12 đến 15 ngày. Tờ Daily Mail Anh dẫn số liệu cho thấy, giá vận chuyển container toàn cầu đã tăng hơn 300% trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 do khủng hoảng ở Biển Đỏ việc nhiều hãng vận tải ngừng sử dụng tuyến vận tải thông thường từ châu Á đến châu Âu qua Biển Đỏ và kênh đảo Suez khiến mỗi chuyến đi giữa châu Á và Bắc Âu mất thêm từ 10 ngày đến 2 tuần, trong khi các tàu thường xuyên cập cảng không đúng lịch trình. Nhiều hãng tàu gặp khó khăn trong việc neo đậu tại một số cảng gây tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, việc chuyển hướng tuyến vận tải cũng gây ra tình trạng thiếu tàu. Các cảng trung tâm lớn cũng đang chịu thêm áp lực với lượng hàng vào các cảng trung tâm ở châu Á và địa trung hải tăng cao, đặc biệt là ở Singapore, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và các cảng xung quanh eo biển Gibraltar. Liên minh châu Âu EU vừa chính thức triển khai sứ mệnh hải quân mang tên Chiến dịch Aspides nhằm bảo vệ các tàu chở hàng ở biển đỏ khỏi các cuộc tấn công từ lực lượng hậu thi. Trong khuôn khổ sứ mệnh này, các tàu chiến và hệ thống cảnh báo sớm trên không của châu Âu sẽ có mặt ở biển đỏ, vịnh Aden và các vùng biển xung quanh. Trước đó, quốc hội liên bang Đức đã thông qua kế hoạch cho phép quân đội nước này tham gia sứ mệnh hải quân trên biển đỏ của liên minh châu Âu EU nhằm bảo vệ các tàu thương mại thường xuyên bị lực lượng hậu thi tại Yemen tấn công trên tuyến hàng hải này. Đức ước tính chi phí triển khai lực lượng này là khoảng 5,6 triệu euro, 60,6 triệu đô la Mỹ. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, chậm nhất đến tháng 2 năm 2025, Đức sẽ triển khai 700 binh sĩ cùng như trang thiết bị bao gồm cả tàu khu trục hải quân Hessen tới biển đỏ xem đây như một phần sứ mệnh của EU nhằm tạo ra lối đi an toàn cho các tàu thương mại đang bị đe dọa tấn công tại vùng biển này. Theo kế hoạch, tàu khu trục Hessen và thủy thủ đoàn 240 thành viên sẽ di chuyển từ Crete đến Biển Đỏ để cùng các thủy thủ Italy và Đan Mạch tham gia sứ mệnh Aspides do Hy Lạp dẫn đầu của EU vào cuối tháng 2 này. Theo thông cáo được Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, US công bố hôm 24 tháng 2, Quân đội Mỹ trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút tới 19 giờ 15 phút ngày 23 tháng 2 đã phá hủy 7 tên lửa hành trình chống hạm của Houthi chuẩn bị phóng vào Biển Đỏ nhằm mục đích tự vệ. Thông cáo viết: "Chúng tôi xác định những tên lửa được phóng đi từ các khu vực do Houthi kiểm soát là mối đe dọa tới nhiều tàu chở hàng và chiến hạm của Hải quân Mỹ có mặt trong khu vực. Động thái đánh phủ đầu này sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho những tàu chở hàng và chiến hạm Mỹ." Hãng thông tấn Reuters nhận định Nhóm vũ trang thi tại Yemen kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các thương thuyền hoạt động ở Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden. Còn tại giải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, các binh sĩ của họ trong 24 giờ qua đã vô hiệu hóa nhiều tay súng Hamas ở Khan Yunis và quận Zaytun thuộc thành phố Gaza. Thời báo Israel trích thông cáo của IDF viết, tại Khan Yunis, các cuộc giao tranh khốc liệt tiếp tục nổ ra, khi lữ đoàn Givati tham chiến ở đó đã tiêu diệt nhiều lính đối phương. Lữ đoàn thiết giáp số 7 trong quá trình tác chiến ở Khan Yunis cũng vô hiệu hóa nhiều tay súng Hamas bằng đạn xe tăng. Trong khi đó, lữ đoàn thiết giáp 401 Israel trong lúc chiến đấu ở quận Zaytun thuộc thành phố Gaza cũng vô hiệu hóa nhiều tay súng đối phương và thu giữ được một số tài liệu và vũ khí của Hamas. Ngày 24 tháng 2, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết các cuộc đàm phán tại Paris Pháp nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột Hamas-Israel đã diễn ra hiệu quả và các bên có thể sẽ sớm ký kết một thỏa thuận. Kênh truyền hình nhà nước Israel, Can TV, dẫn lời một quan chức nước này cho biết đàm phán có thể tiến triển và thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Các bên đã nhất trí không kế hoạch trao trả con tin bị Hamas giam giữ ở giải Gaza và một lệnh ngừng bắn mới. Dù vậy, quan chức này cho biết Israel và Hamas cần nỗ lực hơn nữa để thu hẹp các biệt. Các bên sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thảo luận dự kiến được tổ chức trong những ngày tới. Các cuộc đàm phán tại Paris do Qatar và Mỹ làm trung gian. Phái đoàn Israel tham gia đàm phán có David Pernia, lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad, ông Ronen Bar, lãnh đạo cơ quan an ninh nội bộ Sinbad và các quan chức quân đội nước này. Phái đoàn này đã trở về nước sáng ngày 24 tháng 2 và báo cáo về kết quả đàm phán cho nội các chiến tranh của Israel vào tối cùng ngày. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA cảnh báo đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách do thiếu hụt tài chính trầm trọng trong khi tình hình xung đột tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong thư gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng giám đốc UNRWA, ông Philippe lazarini cho biết, cơ quan này đang gặp khó khăn do nhiều quốc gia ngừng tài trợ. Israel gây sức ép đóng cửa và nhu cầu nhân đạo tăng cao. Những yếu tố này khiến UNRWA khó có thể hoàn thành nhiệm vụ theo nghị quyết 302 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này cho phép việc thành lập UNRWA vào năm 1949. Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc cho rằng một số nhân viên của UNRWA có liên quan tới cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel. Trong diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 140 bệnh nhân bị mắc kẹt tại bệnh viện Nasser ở Gaza. Các đội y tế đã phải chôn cất 13 bệnh nhân tử vong tại khuôn viên bệnh viện do cơ sở này bị mất điện và thiếu oxy y tế. WHO cho biết bệnh viện ở Khan Yunis, cơ sở y tế lần thứ hai của Gaza, đã ngừng hoạt động vào tuần trước sau khi bị Israel bao vây và tấn công. WHO và các đối tác đã thực hiện 3 đợt sơ tán từ bệnh viện, chuyển tổng cộng 51 bệnh nhân đến phía nam Gaza. Israel tố lực lượng Hamas lợi dụng hệ thống bệnh viện ở giải Gaza để giấu đường hầm và các trung tâm điều hành, trong khi phong trào này bác bỏ cáo buộc trên. Gaza đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi xung đột kéo dài gần 5 tháng qua mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt phần lớn người dân tại Gaza phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và sống trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng về lương thực, nước uống và thuốc men. Hiện xung đột giữa Hamas và Israel đã lan tới Rafa, thành phố được xem là nơi trú ẩn cuối cùng của người Palestine mất nhà cửa do giao tranh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.